Cơn mưa lớn vào chiều 21 tháng 5 khiến cho nhiều tuyến đường tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, dòng nước chảy xiết ở nhiều đoạn làm xe chết máy, các shipper lỡ chuyến giao hàng. Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút tại quận Gò Vấp chiều 21 tháng 5 khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập nặng, trên đường Phạm Văn Chiêu đoạn giao với đường Lê Đức Thọ, nước ngập sâu lút bánh xe máy, khiến cho người dân chật vật khi đi qua vừa nhận đơn hàng thì trời mưa lớn anh nguyễn quốc anh làm nghề shipper cho biết đã tức tốc chạy đi giao hàng thật nhanh nhưng vẫn không tránh được điểm ngập trên đường phạm văn chiêu anh quốc anh chia sẻ tôi sống ở quận gò vấp nên biết đoạn đường này thường ngập lắm nhưng không tránh được giờ tôi chỉ biết gọi khách hàng mong họ thông cảm đợi thôi chứ không còn cách nào khác sống tại khu vực đường phạm văn chiêu anh lê công vũ bức xúc vì con đường này cứ mưa là ngập nhẹ thì ngập nửa bánh xe nặng thì lúc bánh mỗi lần mưa lớn nước tràn vào nhà khiến người dân ở đây ai cũng ngán ngẩm anh vũ cho biết nhà ở đây ai cũng đều nâng nền lên hết rồi vì cứ trời mưa là ngập dù đoạn đường này nước ngập nhanh và rút cũng nhanh nhưng tôi vẫn hy vọng các cấp chính quyền xem xét khắc phục để giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn vào mùa mưa nhiều tuyến đường khác tại quận Gò Vấp như Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích và Nguyễn Văn Khối cũng xảy ra tình trạng ngập nước vào chiều 21 tháng 5.